Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Thằng này, anh được banh rồi, được banh rồi. Anh cầm khẩu súng đã. Em biết rồi, anh còn đang bị chết đây này. Đây rồi. Anh đây. Khổ, anh chưa chạy em không đã quen đâu. Cái nút nó khó chơi đó. Bực nữa. Em vứt máu cho này. Thôi anh em ôm đi. Em vứt máu cho đấy. Anh nó tự cộng thì nên nó cộng full máu. Yêu thích nhỉ. Cắm cho nhà với bà. Ơ vậy. Rất là linh tinh. Anh em máu anh này. Hả? Ok. Bây giờ chẳng biết như nào nữa. Nếu mà con bài đất sang 1 của anh ấy thì nó lại không hỗ trợ HDMI thì livestream lại mờ. Live bằng 8 Plus thì nút không quen. Mà bây giờ kiểu như là chơi quen thì chỉ chơi quen được một máy nữa, không chơi quen được hai máy. Vứt điện thoại đi. Vứt đi. Vứt đi thì anh live bằng cái gì? Em cứ đùa với anh. Còn gì nữa. Anh vứt phải live đấy mà, vứt đi sao live. Nghỉ làm luôn. Nghỉ làm lấy gì ăn? Nghỉ làm lấy gì ăn em? Thì chả phải làm. Sao em? Không có gì. Bạn ơi. Chó này nữa. Ủa phải gọi anh ơi, sao gọi bạn ơi? Bạn ơi, ai thua? Ơi. Thế anh ấy tuổi hơn em còn gì nữa? Em tuổi em bao giờ? Ủa chả lớn hơn gọi anh ơi đúng rồi, sao gọi bạn ơi? Gọi không? Từ từ em chỉnh cái mic đi, cốt nó to hơn thế. Ok. Ủa em nhảy qua cửa sổ nhá. Cái mìn cho anh đặt mìn đấy. Nhảy qua cửa sổ đi em ơi. Cửa sổ này này, nhảy qua cửa sổ đi. Ôi nhảy qua cửa sổ đi em ơi. Em vẫn nói mà. Nghe được không? Anh gầy mìn à? Ừ anh gầy mìn đấy. Chạy qua cửa sổ đi. Ok. Sao em anh đây ok. Anh thấy rồi. Thằng này hay lắm. Phục luôn. Trong nhà. Mình coi. Đâu vậy? Hết giờ mới. Tầng 2 á? Con. Chắc tầng 2 à? Vừa mình thấy nó bảo bộ đồ màu xanh. Không có mạ. Đây nè. Bên đây á? Từ từ cho anh xíu. Rút nốt khẩu này cái đã anh em ạ. Ok. Tại sao? Sao em? Người yêu anh bắn giỏi thế? Em ghen tị với anh quá. Ơ thế á? Bởi vì... người yêu anh vừa thông minh vừa xinh gái vừa dễ thương nên là bắn giỏi đúng rồi em. Thôi cái gì đấy? Chả thế. Thế gì mà thế? Mỗi tội hơi khó tính xíu đấy à? Khó tính à. Dễ tính à? Dễ ở chỗ nào? Chẳng thấy dễ chỗ quá nào đâu. Quá dễ. Thôi bốc phốt nhau, im đi. Ai bốc phốt em làm gì? Im. Em quá hiền. Bỏ em vào nhà đi em ơi. Em ăn này đã. Em vào nhà cơ đã, anh sợ chết lắm. Có gì rồi? À anh là em cần thằng nào? Ủa thằng anh đây chứ còn ai nữa. Ủa anh vậy thì ai? Ủa sao ghét anh? Bởi vì anh mới em khó tính. Ở đây mày. Ủa thì em dễ tính như chưa đây. Có một đứa ngay hướng 60 em này. Kệ em. 60 có một đứa anh vừa thấy. Anh chết đi. Không, anh sống anh như anh chết em thật. Anh 33. Vào đây đi. Anh có rồi. Trời ơi hôm nay nhá, im lặng ghê. Hôm nay có đồ lặng im lặng lắm. À quên, không phải đâu ạ, anh không để ý ấy. Anh quên thôi. Hôm nay rất là im lặng. Anh quên thôi, anh không để ý. Cho em có hai đứa này. Anh chết trước những người. Nó một. Chết chưa? Chưa mày. Ui, giờ anh chết rồi. Nhưng mày giết được bạn nó rồi. Cứ kéo mày, 120. Nó đang rút đồ bạn nó đấy, 120. 120 là cái hướng nào? 120. Ủa. Em nhìn hướng 120. Cứu anh trước nhá. Ừ, qua cứu anh đi. Cái đây, nó đây, giết nó. Đằng sau em, giết nó.
Ở xa bên kia. Quay lại, quay lại. Ok, cứu anh. Wow. Thấy chưa, người ông anh thật giỏi. Ừ, ghê giỏi. Có máu chưa bạn ơi? Này, quên máu rồi này. Bạn này, bạn này, bạn này. Muốn mình máu nhé. Bạn nhé. Bạn ơi. Chảy chó ấy. Anh là bạn em khi nào? Thích thế đấy. Thích là được mà. Thích là được mà. Ừ, sao em? À, được. Ơi, trời ơi. Người á? Bạn ơi. À đây đây. Ơ, nó nằm này em này, cho em giết nó này. Sẽ có thằng dở hơi nằm ngay đây. Nó nằm nó ngắm em đấy. Thế á? Đùa đâu thôi. Phải đâu, nó nằm xuống nó núp thôi em ạ. Không, nó ngắm em đấy. Đâu, nó núp em ạ. Ngắm đâu mà ngắm. Nó ngắm đấy mà. Cái chân dài của nó ngắm đấy. Đúng nhá. Ừ, em, ok. Chết thì thôi, còn sao nữa. Chết thì trôi. Chịu qua đi em. Xe. Ừ, xe này chạy ngon hơn này. Ok. Quất con xe này luôn. Lên xe đây em, ok. Anh sẽ chạy xuống đường kia đi. Đó, tính chỗ nào mời, trong mặt ạ. Đây là chạy qua rồi này. Chạy qua luôn. Bom rơi. Qua luôn. Dạ, không sao cả. Chắc là mình qua vẫn kịp. Chuẩn bị bom rơi này. Chuẩn bị bom rơi này. Mình ở ngoài luôn nhá. Thì em với em ạ. Em với đêm. Ui chạy nhanh. Chạy nhanh. Ui bom rơi rồi. Ui. Chưa chết em ạ. Chưa chết, chưa chết. Ui chưa chết luôn. Thế là bữa đã còn sống mọi người ạ. Ok ngon. Đây có một người thính nhãn em này. Alo em nghe được không? Anh chạy xuống dưới ra. Xuống dưới á? À có một đứa em, có đứa em ơi. Alo em bị lag rồi. Sao? Ok để anh chết nó cái đã. Anh tưởng là em nhảy xuống. Em đâu rồi? Đúng đây rồi, đây, ơi. Đây qua, đây qua. Anh đang ở mãi con này cơ. Từ từ, chắc là anh giết được nó. Đâu anh giết được nó cái đã. Đó. Hai đứa. Chết rồi em ơi, hai đứa. Hai đứa các mà anh giết sao nổi. Đâm một đứa này. Nó một nhá. Sao rồi? Ui ui, anh đây đây. Qua cứu anh, qua cứu anh. Sao qua cứu thế? Anh em ơi. Ờ từ từ. Được rồi. Anh giết được cho nó em ơi. Ok. Thế bây giờ anh qua là em. Anh tưởng là em nhảy xuống cơ thì không biết là mày lá. Đây đây, anh qua cứu. À quên, anh qua like. Anh ơi. Đây nghe này. Anh nghe này em ơi. Nhanh lên, giết nó. Có người á? Đây đây. Anh qua giết với em luôn. Chết chưa, chết chưa? Đây. Chạy nghĩa vào nhà rồi kìa. Vào nhà? Đây. Nhà nào đây anh chở? À, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Ui. Đây 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 bây, đây bây. Anh cứu ngay. À, đừng, anh thử băng, đừng, mặc chết. Anh hết thử băng rồi, anh hết thử băng rồi, chết thì thôi, anh hết thử băng rồi, có thử băng đâu. Từ từ, cho anh xin nó cái đã. Anh còn xíu máu thế à? Thằng này láo. Anh còn xíu máu thế à mời. Ok, đây anh cứu. Anh cứu mày. Đây anh cứu, đây rồi, đây rồi, anh cứu. Cứu thật là tuyệt vời. Trời. Đây mày, hầm sát ở ngoài này này. Anh hết máu rồi. Chó này, anh bắn chị à? Em có máu chưa?
Em có à, em có máu rồi, em cứ Ở bơm đây đi. anh quần màu cái đã. Nó ai thật. Ủa, nó hết sót em mà. Mũ ba bây giờ mất mũ luôn kìa. Vứt mũ, anh vứt cho mũ mới Ừ. đây. Qua đây có mũ ba mới đây em này. Ừ. Từ từ Đây cho em cái từ mũ từ anh mới. để gọi lại cho. Đây mới mũ ba mới này, anh vứt cho. Mũ ba mới này. Ừ. Cho em xíu. Đây này. Bây Hello giờ mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Cảm ơn 1157 bạn đang xem live chơi game quảng kẹo nhé. Ôi mũ gần nát. ở đây Nát đây hết rồi. ở trong này có Đây một đây. cái mũ cũng khá À, anh thấy mới rồi, anh thấy rồi. đúng Anh vừa lậm rồi ơi. Ok. năm thứ máu chắc là cũng được. Ok. Ok cái gì mà ok, có gì đâu mà ok. Ơ chả thế, thế 5 tiếng máu dùng cũng đủ còn gì nữa. Hay là bảo là 5 tiếng máu dùng không đủ. Anh hiểu là vâng hoặc cái gì Ừ, đó. đây đây anh bảo dạ. Đấy được chưa? Được chưa? Chưa được. Chưa được á, dạ lại nhỉ, dạ được chưa? Thôi anh đừng nói. Ừ, anh phải nói sao lại bảo anh đừng nói nữa. À anh cứ nói đi quên mất. Ơ anh bơm mất máu đi, anh hết máu rồi à? À, anh còn một túi máu thôi. Cũng Đây được, đây không đây. sao. Còn đây Không còn đây không, đây đây không đây, cần đâu, đây cho không mày cần cái. đâu. Cần. Anh chơi cái nhân vật nó tự tặng máu mà, nó tự thêm máu Ừ mà. nhưng mà Ở đây, thêm vào tự đây. đây. Thêm vào đây cho anh. Đây. Ok, anh còn Đó. full ba lô nữa cơ. Rồi ok. Ba lô mấy một phun ba Ba lô. lô ba, anh đựng đạn. Anh vứt đạn đi rồi. Đựng Vứt gì đạn đi đựng thì bây giờ lượm máu. Chứ sao nữa. từ nhá, em xem chỗ này có mì nữa. À, Ờ, để đó, vậy là anh để với đó. em lại vừa chơi qua ngày mới đấy. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 này. Thế anh lại Ừ. quên một việc à? Ờ thế anh bây giờ là anh lại chúc là em ngày mới vui vẻ được chưa? Thì bây giờ anh mới nhớ. Anh phải chút quan tâm một chút chứ. Đây, chúc có tâm này. Thế như nào chúc có tâm em? Ờ bình thường giờ này giờ người ta đi ngủ mà bây giờ chúc em ngủ ngon nhé. Thế em đi ngủ luôn nhá. Thôi thì chơi với anh cũng được. Có này. Thế em phải ví dụ chúc như nào để em mới chúc được chứ. Tại vì anh ngu lắm. Ui ơi em ơi, đằng sau. Đằng sau ngay cái hướng 255 nha. Từ hai 255, em chạy đi. Em chạy đi. Một thằng ở cầu thang nhá. 255 nha em ơi. Hai đứa. Một đứa ở cửa sổ này. Hai đứa ở cửa sổ mời. Cẩn thận cũng chết bây giờ. Thêm một lốc. Thằng nâu á. Ủa em ơi, quay lại giết thằng ở chỗ drone thính này em ơi. Đừng giết bọn đấy, bọn đấy có hai đứa hơi khó. Đây qua đây, qua đây em ơi, qua đây em ơi. Chúng nó đang thủ mà đây. Mình quay lại giết thằng drone thính này. Em ơi. Qua đây. Cũng đấy đang gọi thính này. Giết thằng này cho dễ. Thấy chưa? Thấy chúng nó bắn nhau chưa? Thì đang rơi ấy. Chúng nó cũng đang trong nhà cả thôi. Kìa, một đứa ở ngoài này. Em ơi, 240, 240. Anh 240 nhá. Chị qua đưa em. anh Đây chị qua anh ăn được nó. Ai được nó này. Ui, nóc giờ. Hay lắm. một thằng nữa đúng không? Hay là hai thằng nữa? Một thằng nữa ở trên cái nhà 105 nhá. Còn thằng bên nhà 105 thôi em ơi. Mình sẽ rút thêm máu các bạn ơi. Rút thêm bom keo này. Nhà 105 ở đâu rồi ấy? Không thấy rõ. Chắc chờ nó. Ở nhà 105 này còn người này em này. Thấy chưa? Tiếng súng nữa đấy. Đừng. Em cứ chờ ở ngoài này này, không cần phải chạy vào đâu. Không cần chạy vào đâu, không cần chạy vào đâu.
Ok. Ok, biết rồi. Thế bây giờ còn hai hai đứa thì phải, ba đứa. Mà hai đứa ở ngay hướng nhà lúc nãy đấy. Nhà lúc nãy là mình có người đấy. Anh ơi, anh có nhiều tường băng không? Em vứt cho này. Anh có nhiều nhiều rồi. Mấy Năm mấy tường tường? băng, năm tường băng thế thôi. Em có 7 tường băng. Kìa kìa, cho nó kìa, cho nó kìa. Cẩn thận, cho nó bắn cho đấy. Chúng nó Cẩn vẫn thận đang đi ở không nhá. trên căn nhà đấy em ạ. Ném đi lên thôi. Anh ném đi ngu em ơi, chạy 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 em ơi, anh ném đi ngu. Ui. Ok, anh cứu cả hai đứa rồi nhá. Anh ném cả mấy quả mà làm sao chạy được. Nhảy xuống chứ, nhưng mà chúng nó không nhảy xuống, chúng nó thích chơi nhây cơ. Bây giờ còn một đứa này. Cái này chắc anh với em top 1 rồi. Lại chẳng tốt bột Thế hơi anh em chơi chung mà lại không top 1 thì làm sao nữa. quá chuẩn. Anh Ủa ơi thật, đi thật đi có lại đi. đâu, thật có lại đâu. Anh đây đây. Đi đây, anh đi theo em này. Có không? Không có, không có. Mà chắc là nó ở hướng ngược lại. Đâu nhỉ, em thấy chưa? Em thấy chưa? Chỗ nào vậy, chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy em ơi? Trước mặt đó. Chỗ tầm ban nào vậy? Tầm ban này à? Thế cho nó ăn mấy quả liệu đi, cho nó ra. Ăn liệu đi em ơi. Ăn liệu đi em ơi. Ăn liệu đi em ơi. Ok. Quá tuyệt vời. Anh ấy, ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng, ăn Ăn mừng mừng. này đấy, ăn mừng. Nào, chụp kiểu ảnh nào. Đây ăn mừng. Đây đây đây. Yep. Ok. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.